ra mắt toàn cầu hồi cuối năm 2018. Những chiếc Hyundai Palisade đầu tiên được mang về Việt Nam vào tháng 5 năm 2019. Dù được nhập khẩu chính hãng bởi TC Moto, lô Palisade đầu tiên Việt Nam không được bán ra thị trường. Mẫu xe này được nhập cho mục đích ngoại giao và nghiên cứu thị trường. Bên cạnh xe chính hãng, Palisade cũng được các đại lý tư nhân mang về Việt Nam. Phần lớn xe Palisade xuất hiện tại Hà Nội. Đến nay, mẫu SUV 7 chỗ này mới được bắt gặp tại thành phố Hồ Chí Minh là mẫu SUV lớn nhất của Hyundai. Palisade sở hữu các số đo kích thước dài rộng cao lần lượt là 4980, 1976, 1775 mm, chiều dài cơ sở 2900 mm. Palisade có kiểu dáng to lớn, vạm vỡ. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn chia hai phần có đèn daylight nối liền cụm trên và dưới bắt mắt. Có thể thấy bố cục đầu xe của Palisade là nguồn cảm hứng của Santa Fe 2021. Với dòng chữ 22D ở đuôi xe, chiếc Palisade này sử dụng động cơ DSN 2.2 lít, sản sinh công suất 197 mã lực và mô xoắn 441 Nm. Tại Việt Nam, Hyundai Palisade có giá khoảng 2 đến 2,2 tỷ đồng, cạnh tranh với Ford Explorer 2 tỷ đồng, Toyota Land Cruiser Prado 2,38 tỷ đồng. Theo một số nguồn tin, trong thời gian tới đây, Hyundai Palisade sẽ được bán rộng rãi theo diện chính hãng.